chào cô chú và anh chị em trong mọi miền đất nước. Hôm nay Đen cũng mời cô chú và anh chị cùng với Đen để sửa rễ một cây mai ha. Cây mai này thì Đen trồng cách đây thì cũng 3-4 tháng cô chú anh chị. Hôm nay Đen ra đây làm thì cũng mong cô chú anh chị cùng với Đen để mình làm cái bộ đế cây mai này lại cho nó ra sao đây. Nó mai gì chú Đen? Mai xù nu Singapore nha cô chú anh chị. Đen cũng nói thêm một phần đó là cái đặc điểm của cái cây mai này. Cái mai xù Singapore này đó thì cô chú anh chị mình trồng hồi từ cây con giống đó cho đến khoảng chừng 10 tháng ha. Từ 8 tới 12 tháng là nó đã nứt lên xù nha cô chú anh chị. Có củ luôn á. Đây để mình hôm nay mình kiểm tra là cái bộ rễ nó coi như thế nào đây. Đó, đầu tiên mình bư mấy cái giá thể này ra hết đi ha. Rồi nó còn lại cục kìa nè. Đây mình bưng lên luôn. Để mình vũ bộ rễ ra cái mình sửa lại coi nó ra làm sao đây. Rồi. Rồi vậy thì mình tiến hành nha cô chú anh chị. Để mình lặt bớt bỏ những cái đế màng ở trên đi nè. Những cái đế nào nó không nằm dai ha thì mình cũng cắt bỏ luôn đi. Coi nó ra làm sao đây. Rồi, toàn mến chào quý cô chú anh chị và các bạn ha. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Thì lần đầu tiên trong video Toàn xin mến chúc với cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Thì hiện tại Toàn đang có mặt ở vườn mai sữa rễ nu xù Singapore của chú Tư Đen. Và ở đây chú Tư Đen có giao lưu bán mai xù Singapore cây giống và cây lở và cây sữa rễ. Rất mong quý cô chú, anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc mua ủng hộ cho chú Tư Đen ha. Sau đây Toàn sẽ mời quý cô chú, anh chị và các bạn xem cách sửa mai xù sữa rễ nu Singapore cây giống của chú Tư Đen như thế nào ha. Rồi toàn mời quý chú chị các bạn cùng xem. Những cái đế mà nó vậy nè, nó treo lên vậy nè. Đó, những đế treo này mình cắt bỏ hết nghe cô chú anh chị. Để nữa sau này nó xấu nó không đẹp đâu. Đó. Mình cắt bỏ hết, cắt sát vô luôn. Đó. Những cái đế treo gì nè cô chú anh chị ơi, muốn không mình cắt bỏ hết. Đã chơi thì phải cho nó coi cho nó được luôn. Đó. Quá trời bộ rễ. Cây này để mình đếm đang đếm thứ cây này như nha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cây này được 11 ống rễ nha cô chú anh chị. Đó, giờ mình đã vũ cây ra gì ha, thấy rễ rõ ràng hết hết cô chú anh chị. Giờ để mình tạo cái mô. Đấy rồi đang cùng với cô chú anh chị mình làm ha. Thì phía bên đây thì chú Đen trồng cũng khoảng 50-60 cây nha quý cô chú anh chị. Đó. Đây thì chú Đen trồng là khoảng từ 8 tấc cho đến 1 mét. Cái này tại vì chú Tư Đen trồng cái này là khoảng nuôi cây là từ 2 năm trở lên là mình trồng khoảng cách là 1 mét. 1 mét bầu này qua bầu này là 1 mét nha quý cô chú anh chị. Là cái này là 1 năm 2 năm. Còn nếu như mình trồng 1 năm bán á, 1 năm bán là mình trồng khoảng bầu cách bầu khoảng 5 tấc hay hoặc 6 tấc là vừa nha quý cô chú anh chị. Thì trong đây là toàn là mai xù Singapore sữa rễ không đó quý cô chú anh chị. Tới trên ướt cô chú ơi, cho nó ướt cho mình dễ dầm ha. Còn mình mới tạo lại cái mô nha cô chú anh chị. Mình đắp cho nó hơi nhô cái trên đầu mô này chút. Để rồi nó có cái bộ đế chạc ha. Khi mà mình làm cái mô vậy nè cô chú anh chị xong rồi đó. Đầu mình hốt một mớ cánh dừa ha, với chấu mình để trên cái mặt này đặng nữa cái giữ cái độ ẩm của cái bộ rễ rất là tốt nha. Chứ mình cũng không nên để cái đất không nha cô chú anh chị. Để đất không thì sau này cái bộ rễ màng đó thì nó ưa bị quỷ lắm.
đang cũng xin nhắc lại cô chú anh chị ha, mình trước khi mình sửa cái cây mai mà xù nu Singapore này đó, loại mai nào cũng vậy ha, trước khi sửa đế là cái bộ lá này phải già nha, nếu không già thì mình sửa cái bộ đọt này nắng nó táp thì nó cháy cô chú anh chị ơi. Cái này là rất quan trọng nha cô chú anh chị, mình lưu ý điều đó. Cái mai nó được nhiêu tháng tuổi rồi chú Đen? Cái mai này thì hiện từ hồi mà mình trồng cây con tới giờ này đó thì tầm khoảng 3 tháng ngoài nữa, tức là cây mai này tổng số nó tầm khoảng gần 5 tháng mấy rồi. Rồi đây thì Đen cũng cùng với cô chú anh chị mình ha, đó mình làm cho cái mô cho nó có cái nhô gì nè cô chú anh chị, khi mình nữa mình để cái mai là gì nè trải ra ha, thì nữa cái bộ đế nó xuôi 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 nè, tức là nó xuôi theo mấy nhà rất là đẹp. Mình ấy thì mình lòn cái tay vô trong cô chú anh chị đó, mình bung cái để bờ bệ rễ nó ra rồi mình hạ xuống đó. Thì si này đó thì mình cô chú anh chị mình ha có chuẩn bị cũng như cái nhánh tre gì nè đó, cái nhánh tre gì đó cái mình cắm cho nó cố định ha, đó mình cắm cho nó cố định đây là cái mai đừng gió đừng cho lắc ha, lắc thì rất là dở nha cô chú anh chị. Đó. Xong rồi cái cô chú lấy cọng dây lông bẹ nè, mình buộc lại rất là hay nha. Tại cái dây lông bẹ này mình buộc sau này cái cây nó không có bị cái tình trạng như là cái cây có thẹo nha cô chú anh chị. Mình buộc dây chì đồ dây đồng rồi đó thì sau này khi cái cây nó lớn độ lớn á thì cái độ siết của dây chì với cái cộng đồng rồi chẳng hạn thì cái cây nó làm nó sẽ có cái thẹo, nó mất cái vẻ đẹp đi ha. Cái chú Đen cho tôi hỏi cái bầu này mình trồng về mấy chú Đen? Cái này quê này 20 20 ha. 20 còn cái bầu tròn nó là 17 đó. 17. 17. Cây nhỏ mà chi cành quá đều luôn. Cái loại này thì mà giống xù nu Singapore này đó cô chú anh chị. Thì mình trồng ngoài nắng thì cái nó rồi mình sẽ cắm ha. Để mình tạo cho nó có vững vàng ha. Đó, đây là thí dụ cái gì đó thì cô chú anh chị mình cắm nó lại đây một rễ. Cái này nè nó còn hở bên đây nè cô chú anh chị, mình kéo lại thì sau này cái bộ đế nó sẽ rất là đều ha. Muốn cho có bộ đế đẹp thì cô bác mình cũng không gì khó, xiên chút là được rồi ha. Xiên nhưng mà mình cũng có ý chút nha cô chú anh chị. Đế này rất là đều của chú chị. Cái sẵn tiện mình giới thiệu mai con bên mình luôn chú Đen. Thì bên Đen Nguyễn, bên Đen thì cũng có bán qua cái cây giống cô chú anh chị của cái mai nu xù Singapore này. Thì cây cắt đuôi chuột thì Đen cũng đã tạo và làm cái bộ đế rất là đẹp ha. Về cô chú mình xuống đất á, mình trồng thì một thời gian thì mình vũ lên như Đen Nguyễn vậy nè, như Đen vậy nè. Thì là cái bộ đế nó ra rất là đẹp ha. Giờ mình sửa là sau này có một cây mai đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Bên Đen thì mai giống mai con đó là đã tạo cái bộ đế từ nhỏ rồi cô chú anh chị ơi. Cho nên khi mà mình về mình trồng á, cô bác mình trồng rồi đó, sau này mình đúng cái thời gian khoảng 2-3 tháng gì đó cái cô chú anh chị dở ra cái để tự nhiên cái bộ đế ha, rồi nó dở ra là bắt đầu là nó rất là đẹp cái bộ đế, rồi mình sửa lại gì nè cô chú anh chị thì sau này mình sẽ có những cây mai đẹp để mình chơi ha. Đó thì xong rồi cô chú anh chị mình nó lừa ha, lừa cho mấy cái rễ nể thẳng ra để màn cũng vậy đó, đó mình lừa cho nó ra đi, kéo cho nó ngay lại hết, đơn giản thôi. Cái ví dụ như bên mình có bán cây gì nó tầm khoảng giá nhiều hả chú Đen? Cầm nay đó thì thường thường đó thì 300.000 thì cây nó hơi nhỏ hơn. Yeah. Nhưng mà hàng đó đó nay cũng đã hết rồi. Yeah. Mình bán tầm bao nhiêu cây mới bao ship chú Đen? Như cây này thì cây bự thì 2 cây thì bao ship toàn quốc, còn như cây con giống thì 10 cây, mỗi cây 30.000 của xù nu Singapore này ha. Yeah. Cô chú về trồng đó là khoảng 8 tới 12 tháng là đã lên xù.
coi như giờ vậy là hoàn thành cái bộ sửa đế rồi ha. Thì tiếp theo mình vô giá thể nha cô chú anh chị. Cũng như thường lệ đó thì Đen cũng nói với cô chú anh chị mình vậy nè, vô giá thể là tức là từ trong góc này đó mình vô trước ha, đặng khi cái ba cái giá thể này nè nó chạc ra đó thì cái bộ đế nó không bị dùng ha, nó cũng thẳng và đẹp luôn đó. Mình vô từ từ trong lùa ngoài ra đó, khi nào mà nó giáp bộ đế rồi thì mình để ra cái bộ ngoài ha, cửa vọng ngoài ha, thì cái bộ rễ nó không có dùng sau này, bộ rễ rất là đạt nha cô chú anh chị. Cái đó mình vô cho thể xong mình có tủ gom lên không chú Đen? Tủ chứ, mua vô này gom cũng được mà cỏ cũng được hết cô chú anh chị, mình có gì làm đấy, cỏ cũng được mà gom cũng được luôn. Chú Đen cho tôi hỏi cái đường kính ngang của bầu là nhiêu chú Đen? Cái đường kính ngang của cái bầu này đó là tầm khoảng 6 tấc. Dạ. Còn chiều cao của cái bầu này đường đứng thì tầm khoảng 2 tấc, tức là nằm một gang nè. Dạ. Khi mình tủ cái giá thể này vô ha, từ cái mí mặt bầu chỗ Đen mà sửa rễ ha, nó lên tầm khoảng 2 phân rưỡi tới 3 phân nha. Yeah. Đó, xong rồi bắt đầu mình mới dùng gom á cô chú anh chị ha, hoặc như gì là cỏ khô cũng được. Yeah. Thì mình cứ đắp lên để cho nó giữ cái độ ẩm của cái mặt bầu nó rất là tốt ha. Mấy cái này thì sau này nó mục nó thành, nó tạo nó thành phân hữu cơ ha. Nếu cô chú anh chị nào mà có gom khô nhiều hoặc cỏ nhiều cũng được, mình tủ cho nó phủ mấy cái mặt mô này đi, thì khi cái rễ ở trong này nó ăn ra đó là nó không có bị quéo đầu rễ, mấy cái đầu mũ này nó cũng không có bị hư ha. Xong vậy thì cô bác mình tứ xương nước ha, cho nước xuống. Thì cây mai sửa rễ của Đen đến đây đã hoàn thành và tạm xong. Thì cái thời lượng đến đây nó cũng dài, nãy giờ làm cũng hơi lâu rồi. Đang xin kính chào tạm biệt cô chú và cũng như anh chị em ha. Trước khi chào tạm biệt cũng kính chúc cô chú và anh chị em được nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống ha. Xin chào mọi người. Rồi, cảm ơn chú Đen rất là nhiều nha. Nãy giờ chú Đen chia sẻ cách trồng mai sửa rễ cho quý bà con cô bác anh chị và các bạn cùng xem. Vậy là toàn cũng xin phép với cô chú anh chị và các bạn toàn phép là cái video luôn. Thì rất mong quý cô chú anh chị và các bạn mua những cái mặt hàng mai xù Singapore cây giống sửa rễ bên nhà vườn của chú Tư Đen ha. Và số điện thoại của chú Tư Đen là 0968285157. Địa chỉ là ấp Thành Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Rất mong quý cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc mua ủng hộ cho chú Tư Đen nha quý cô chú anh chị. Rồi, cuối video toàn xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Có quý cô chú anh chị và các bạn nào có yêu thích video của Toàn á, thì hãy xem xong cho Toàn một like, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ tinh thần và động lực cho Toàn ha, để Toàn có tinh thần ở những video tiếp theo sẽ hay hơn. Còn giờ bye bye, bye bye mọi người, chúc tôi Đen. Bye bye mọi người, bye mực, Minh, bye mực. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều.